Em tình Yusuka Việt Nam nay lại rất vui được quay trở lại với tất cả quý vị anh chị các bạn trên toàn quốc. Hôm nay thì em tình tiếp tục lên sóng giới thiệu quý anh chị đó là chiếc xe Merc E250 trang bị ngoại thất màu trắng, nội thất đen, sản xuất 2017. Và tình trạng chiếc xe này thì đã lăn bánh được 4 vạn km rồi. Đó. Xe đăng ký tên cá nhân một chủ từ mới, biển số tỉnh quý vị anh chị nhé. Xe lăn bánh được 4 vạn km. Thì sau đây em mời quý anh chị cùng em đi quanh một lượt chiếc xe E250 2017 này của em, để mình cùng xem và cảm nhận và tìm hiểu về chiếc xe E250 2017 này, xem xe còn chất được bao nhiêu phần trăm quý vị anh chị nhé. Rất đẹp và rất mới phải không ạ? Mình cùng với nhau đi một lượt quanh chiếc xe này về phần ngoại thất, sau đó mình sẽ tìm hiểu chi tiết về chiếc xe, sau đó đến phần nội thất của cái chiếc xe Merc E250 trang bị ngoại thất màu trắng, nội thất đen, lăn bánh 4 vạn km, sản xuất 2017 này của em tình. Rất mới và anh chị ạ. Và hiện tại thì chiếc xe Merc E250 này đang được em tình Yusuka Việt Nam chào bán với mức giá rất hợp lý, chỉ có 1 tỷ 695 triệu đồng thôi ạ. 1 tỷ 695 triệu đồng là giá em tình đang chào bán cho chiếc Merc E250 2017 này. Giá vẫn còn thương lượng và bớt thiện chí cho quý anh chị nhé. Mọi thông tin chi tiết anh chị vui lòng liên hệ và kết bạn trực tiếp qua Zalo với số này em tình để trên phần mô tả 0911666325 và 0913567328. Đầu tiên thì Merc E250 2017 được trang bị cho chúng ta phần lưới tản nhiệt kép cùng với logo ngôi sao ba cánh dạng chữ lớn rất thể thao được đính kèm ở giữa, rất đẹp ạ. Và xe cũng được trang bị 6 mắt cảm biến va chạm trước và 6 mắt cảm biến va chạm sau. Về phần đèn thì E250 2017 được trang bị đèn LED, đèn full LED multi beam. Và cái đèn này thì cho chúng ta cái hiệu ứng chiếu sáng rất tốt và khả năng chiếu sáng xa cực tốt, lên đến 650m, tối đa lên đến 650m quý vị anh chị nhé. Đó, cực kỳ đẹp luôn ạ. E250 được trang bị hệ thống na răng 5 chấu được sơn trắng 18 inch, hình cánh quạt rất là đẹp và thể thao đúng không ạ? Hơi tiếc một chút là E250 2017 chưa được trang bị hệ thống camera 360 độ. Xe được còn trang bị màn hình và camera lùi đầy đủ theo xe. Rất hay ở cái nữa thì E250 2017 được trang bị cửa hít quý vị anh chị nhé. Đây anh chị có thể thấy luôn. E250 2017 được trang bị cửa hít cho chiếc xe. Đó. Giải đèn hậu rất đẹp quý vị anh chị nhé. 6 mắt cảm biến va chạm sau và kèm theo thì hệ thống ống xả kép rất thể thao cho chiếc xe E50 2017 này. Đó. Cốp đương nhiên là đóng mở điện rồi. Anh chị có thể xem qua luôn giúp em. Và đây là một chiếc sedan thì đương nhiên là khoang hành lý của cốp rất rộng rồi đúng không ạ? Trang bị cốp đóng mở điện quý vị anh chị nhé. Rất đẹp phải không ạ? Tiếp theo sau đây thì em tình sẽ mời quý anh chị cùng em xem qua đến phần nội thất của cái chiếc xe Merc E250 2017 đây. Đây là những gì mà em muốn nói về chiếc xe Merc E250 2017 rất phù hợp với những doanh nhân trẻ đây. Quý vị anh chị có thể thấy rất sang trọng và lịch lãm, không gian rất rộng cho người ngồi hàng ghế phía sau anh chị nhé. Anh chị có thể thấy là không gian cực kỳ rộng luôn, rất thoải mái. Nội thất ghế da cao cấp, ghế da lắp pan, trang bị cửa sổ trời. Và E250 2017 cũng được trang bị cửa gió điều hòa cũng như là điều hòa độc lập ở khoang phía sau luôn quý vị anh chị nhé. Và ở trụ B thì cũng có cửa gió điều hòa luôn. Đó. Phía sau cũng được trang bị loa Boommeister, nội thất ốp vân gỗ bóng quý vị anh chị nhé, rất là đẹp ạ. Đó, đèn viền nội thất ambient light với 64 màu nội thất quý vị anh chị nhé, rất là đẹp ạ. Chúng ta cùng tiến lên phía trước hàng ghế cho người ngồi lái. Thì với E250 2017 được trang bị hệ thống full ghế điện cho ghế lái và ghế phụ. Và có 3 vị trí nhớ ghế, nội thất ghế da lắp pan rất cao cấp. Đây anh chị có thể thấy hệ thống loa Boommeister
ghế lái chỉnh điện và có 3 vị trí nhớ ghế, cũng như vậy tương đương với lại ghế phụ. Và tất cả những phím bấm chức năng này đều được rất tỉ mỉ được nhà Mercedes-Benz bọc mạ chrome rất đẹp, từ những chi tiết rất nhỏ, những phím bấm rất nhỏ này anh chị có thể thấy này. Và táp ni cánh cửa tất cả 4 cánh đều được ốp mạ vân gỗ bóng quý vị anh chị nhá. Đó, cũng như táp lô cũng vậy này. Và đây là vô lăng của chiếc xe, cũng được trang bị lấy chuyển số vô lăng rồi. Rất là mới, vô lăng bọc da nguyên bản theo xe rồi quý vị anh chị ạ. Màn hình rất đẹp, màn hình phía sau vô lăng đây. Màn hình hiển thị phía sau vô lăng rất mới nhá. Cũng như màn hình trung tâm này. Đó, yên ngựa tất cả mọi thứ còn rất đẹp, đồng hồ Anoc này, không thể thiếu trên những chiếc xe mẹc rồi. Đó. Cực kỳ đẹp đúng không ạ? Rất là sang trọng. Mình cùng em xem qua nội thất bên phía phụ quý vị anh chị nhá. Để mình cùng cảm nhận một cách rõ nét và chi tiết nhất về chiếc mẹc E250 2017 của em Tình Uskay Việt Nam. Đẹp không tì vết, xe chạy chuẩn hơn 4 vạn km. Sản xuất 2017, trang bị ngoại thất màu trắng, nội thất đen. Anh chị có thể thấy nội thất của chiếc xe từng chi tiết nhỏ còn rất đẹp và rất mới ạ. Dạ vâng, thì với chiếc xe này hiện tại em Tình đang chào bán với mức giá là 1 tỷ 695 triệu đồng cho chiếc mẹc E250 2017 trang bị ngoại thất màu trắng, nội thất đen, chạy chuẩn hơn 4 vạn km, đăng ký tên cá nhân, biển số tỉnh. Mọi thông tin chi tiết anh chị vui lòng liên hệ trực tiếp qua số hotline của em Tình nhé. Và em thì luôn hỗ trợ quý vị anh chị trả góp ngân hàng, giá trị vay cao đến 70% giá trị xe. Đặc biệt em sẽ hỗ trợ quý anh chị giao xe trên toàn quốc và rút hồ sơ gốc cũng như là đăng ký sang tên đổi chủ trên toàn quốc. Mua xe của Uskay Việt Nam cũng như của em Tình thì luôn được cam kết chất lượng bằng văn bản. Xe không đâm đụng, không tai nạn, không ngập nước, không thủy kích. Máy móc động cơ số nguyên bản, giấy tờ sang tên đầy đủ pháp và xe không tranh chấp hoặc phạt nguội quý vị anh chị ạ. Đến đây thì em Tình cũng xin được kết thúc clip và cảm ơn tất cả quý vị anh chị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những clip tiếp theo.